Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm xuất hiện thanh thước trong Word. Thì các bạn thấy đây này, trong quần của tôi thanh thước không xuất hiện. Bây giờ tôi muốn là làm cho thanh thước xuất hiện thì tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên á, tôi sẽ vào tab View. Tiếp theo ở đây, tôi sẽ tích vào mục là ruler. Thì lúc này á, thanh thước nó sẽ xuất hiện. Còn nếu như các bạn chúng ta muốn làm nó biến mất á thì các bạn chúng ta sẽ bỏ tích ở mục ruler đi thì nó sẽ biến mất. Đó bây giờ tôi sẽ làm nó xuất hiện trở lại Đó Rồi các bạn chú ý nha Nếu thân thức xuất hiện rồi Mà nó có đơn vị như thế này Tức là cuộc các bạn đang ở chế độ là đơn vị in Mà đơn vị in là người nước ngoài người ta sử dụng Chứ người Việt Nam chúng ta sử dụng Chủ yếu là đơn vị cm Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn Cách chuyển đơn vị đo từ in sang cm Thì cách làm như sau này Các bạn chúng ta sẽ vào top file Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào option sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn một dòng là up kéo xuống tới cái mục là display thì các bạn chúng ta dừng lại rồi trong một display có cái dòng là shop measurement in unit thì ở đây này các bạn thấy đơn vị đo lại in bây giờ các bạn chúng ta sẽ bấm vào một tên gì xuống và chọn vào đơn vị đo là cm ok thì lúc này á đó là đổi từ đơn vị in sang cm thì cách hiển thị này á mới đúng chuẩn nha đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách hiển thị thanh thức trong Word nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn các bạn đã theo dõi